Vâng, và chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, kính thưa quý vị và các bác, trước mặt các bác đây đang là hai chiếc vang cơ, hai chiếc vu vang cơ. Đều là của WeWork KM8FX, và sự khác nhau ở đây thì các bác cũng có thể nhìn thấy. Sự khác nhau ở đây thì chiếc trên thì mặt của nó màu đen, và chỉ có một số chỗ như chỗ điều chỉnh từ 1 đến 8 chế độ H đây thì được màu trắng sữa, và đây màu trắng sữa, đây màu trắng sữa. Và con dưới thì mặt của nó gần như là toàn bộ là màu trắng sữa. Và một chiếc là KM8FX DSP Digital Echo. Nó là một con KM8 Mixer. Còn con dưới nó là con KM8FX Limited. Đây các bác có thể nhìn thấy. KM8FX Limited. Thì hai con này. Cái con Limited đây thì bên em vừa về được mấy chiếc. Và nó cũng là 48 pit. Đây các bác cũng có thể nhìn thấy đây, 48 pit DSP. Và nó cũng là một con mixer DSP Digital Echo. Và cũng có 8 chế độ chỉnh hát theo của nhà sản xuất từ 1 đến 8. Và có chế độ màn hình hiển thị LCD ở đây nhá. Màn hình hiển thị LCD ở đây. Và tất cả các ngăn ở đây thì đều được ngăn lại. Đây, các bác có thể nhìn thấy đều được ngăn ô lại. Đấy. Sự khác nhau của nó là ở đó. Và chiếc màn hình. Đấy. Còn toàn bộ những cái núm rồi là những cái cổng kết nối ở đằng sau thì đều giống nhau. Và nó cũng có râu Bluetooth. Râu của nó cũng rất là dài đây. Đấy. Râu nó cũng rất là giống nhau và dài. Mặt sau thì gần như là giống nhau, và nó có thay đổi một chút ở phía trước mặt này thôi. Và hiển thị ABCD đây thì tương ứng với delay, repeat và reverse. Bây giờ em sẽ cắm điện vào nhé. Em sẽ cắm điện cả hai con này vào. Đây các bác có thể nhìn thấy đây là cắm điện vào này. Mà đây là 8 này, 7 này, Shitter Delay này. Hiển thị lên luôn nhé. Đây, 6 là Shitter Reverb Room. 5 là Echo Reverb này. Đấy, 4 là Reverb này, 3 là Echo này, 2 là Room này, 1 là Delay này. Trên này thì các bác ấn nó sẽ chạy số, nhưng mà nó sẽ không hiển thị lên LCD ở đây. Và ở đây A, B, C thì nó tương ứng với lại delay, repeat và reverse. Bây giờ em sẽ chỉnh thử nhá. Em sẽ lấy tô vít và em sẽ chỉnh thử này. Vâng, và bây giờ em sẽ chỉnh thử cái delay này nhé. Delay này các bác đang xem A này đó. Đúng không ạ? Đây em vặn lại thì nó sẽ chạy này. Đúng không ạ? 3 này. Bây giờ em sẽ cho lên này. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Đây, đây là khi em vặn lên này đó. Đây các bác có thể nhìn thấy đây ạ. Đây nhé. Em vặn lên hướng 2 giờ thì nó lên số 14 này. Em sẽ vặn về giữa nhé. Rồi em vặn về giữa thì nó sẽ lên 10. Và đây em sẽ vặn về giữa này. Đấy nó sẽ lên 10 đây. Còn C tức là reverse đây, em sẽ vặn lại giữa nhé. Đó
nó sẽ quay lại 10. Đấy. Tức là ở đây nó sẽ tương ứng từ 1, từ 1 đến 20. Từ 1 đến 20 thì chúng ta để ở giữa thì nó sẽ là số 10. Rồi, đây. Và đường input ở đây thì chúng ta ấn ở đây. Đường input ở đây nó sẽ chuyển nhé. Optical và USB này, USB này, Bluetooth này, optical này. Và AUX1, AUX2. Trên này cũng vậy thôi. Đấy. Nhưng mà ở bên dưới này nó được ngăn. Đấy. Ở dưới này nó được ngăn. Nó được ngăn lại này. Bass, đây, tương ứng này. Trung này. Chép này. Đấy. Nhưng mà nó được ngăn lại. Nó được ngăn lại và delay, delay repeat của nó đã được chuyển lên phía trên. Đấy. Và mic 1, 2, 3 thì cũng vẫn ở như vậy thôi. Còn màn hình hiển thị LCD, thêm là màn hình hiển thị LCD. Đấy. Và cái chất âm của nó thì em nghĩ nó cũng sẽ không thay đổi đâu. Thì chiều hoặc là lúc nào em có thời gian thì em sẽ thử luôn cả cái chất âm của hai con này. Và em sẽ thử so sánh chất âm của hai con này xem. Đấy. Một con là KM8FX đời cũ. Và một con là chiếc KM8FX đời mới nhất bây giờ, Limited. Đấy, và có màn hình hiển thị LCD và hiển thị các chế độ của nó. Đây các bác có thể nhìn thấy trên này thì nó chỉ được hiển thị số thôi. Còn dưới này nó hiển thị số và hiển thị cả chế độ luôn. Và ABC, tương ứng ABC đây. Đấy. Và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Hôm nay thì có chiếc KM8FX Limited về thì em lên sóng khoe với các bác một chút thôi. Và em có thời gian thì em sẽ thử luôn cả cái chất âm của hai chiếc KM8 này. Và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bác đã quan tâm và theo dõi video. Em xin kính chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo ạ.